Chúng tôi đang đứng ở phía trước Phước Lộc Thọ và đây là cái đường phố Bô Sa, cái đường phố chính của cái trung tâm Lý Đô Sài Gòn, gọi là cái thủ phủ cờ vàng hay là gọi là thủ phủ chống cộng. Và chúng ta thấy là phía trước này, cái đường vào Phước Lộc Thọ thì có một cái tên người ta gắn cái bảng gọi là Sài Gòn. Thật ra thì con đường này cũng rất là ngắn thôi, nó chỉ là con đường băng qua lộ thôi, đi vào cái thương xá Phước Lộc Thọ chứ không có đi vào một cái nơi nào khác nữa. Thì ở phía bên kia là thương xá Phước Lộc Thọ, có cái lá cờ vàng không phải dựng trong Phước Lộc Thọ mà dựng ở ngoài đời đường. Còn ở phía bên Phước Lộc Thọ đó, bên trong không có một cái lá cờ vàng nào cả. Và chúng ta thấy rằng cái chữ số 1975 đứng ở bên đi đường đó thì mình vẫn nhìn thấy. Và cái chữ số đó có nửa cờ vàng và nửa cờ Mỹ. Trong thời gian vừa qua thì bị coi như là có rất là nhiều các sự tranh luận. Và chúng ta thấy là đường phố ha. Đường phố thì đây là một cái ngày cận kề của cái ngày 30 tháng 4, tức là hôm nay thì cũng đã 25-26 gì rồi. Và phía bên đây đó thì cũng đang thường thì cái bờ cỏ này thì hàng năm vẫn có những cái sinh hoạt như là cắm cờ vàng hoặc là dựng các bức tường mà gọi là bức tường lá đen, nhưng mà không hiểu lần sau mà lần này thì lại có cái bức tường màu vàng. Alo, xin chào anh. Ồ, anh Thạnh. Ồ, khỏe không anh? Khỏe. Anh đang coi gì ở đây vậy? Hôm nay thì Long Nguyên tới để mà xem cái bức tường mà đang gọi là bức tường đen, để mà cái ngày để kia là tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 của năm nay ở tại cái khu Lý Đô Sài Gòn của chúng ta, người Việt tị nạn cộng sản ở tại đây. Thì mới tới đây hân hạnh được gặp anh Minh Giang. Anh nhưng mà bình thường thì mỗi năm là được biết ở phía này thì có dựng những cái bức tường mà màu đen đúng không? Yeah. Rồi có những hình ảnh là những hình ảnh gì trên đó thưa anh? Thì đó thì anh hỏi rất là, anh nói là rất là đúng, bởi vì hôm qua thì ở bên đền Nữ Thính Trần đó là của Liên Ủy ban Chống Cộng sản tại sai cũng có làm một bức tường đen rõ ràng. Yeah. Nhưng mà hôm nay tôi tới đây đó thì Long Nguyên không biết sao là nhìn thấy là cái bức tường này nó phải màu đen thôi anh Minh Giang. Đúng rồi, trước mặt chúng ta là màu vàng. Dạ. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm nữa là không biết là thường thường là cái bức tường đen á, là mình phải là đưa những cái hình ảnh, những cái tội ác của chiến tranh, tội ác của những là cái tưởng niệm là của cộng sản. Thì hôm nay á thì lại cái bức tường này đã màu vàng là không đúng cái màu đen, mà lại còn có những cái hình ảnh toàn là cái gì mà đền hùng rồi tình nghệ sĩ câu lạc bộ, tình nghệ sĩ các thứ, thì cái này nó đâu có là đúng là những cái hình ảnh mà của cái bức tường đen đâu. Theo anh thì anh thấy như thế nào? Dạ, kính thưa quý vị, thì hiện giờ thì ông đây là ông Quang Thạnh đang đứng ở phía trước đối diện với Phước Lộc Thọ. Còn anh Thạnh thì vừa rồi có nói đến đền Thánh Trần, thì đền Thánh Trần là sau lưng đó. Mấy ông thì thấy là cái phía tay mà anh Thạnh chỉ đó. Đó thì đó, mấy bên đó đó là cái đền Thánh Trần. Một lát nữa chúng ta sẽ qua để mà xem bên kia là cái bức tường đá đen nó như thế nào. Thì thưa anh, hồi nãy giờ anh đến anh đã xem những hình ảnh rồi. Thì những hình ảnh này là nội dung chủ yếu là cái gì anh? Chủ yếu là thấy là toàn là cái gì đó là võ sĩ rồi đây. Đại khái rồi mấy cái gì, những cái túng kiến của ở trong chùa của mấy ông thầy, chứ không phải là Đức Đạt La Đạt Ma gì hả? Không phải đó. không có hình không Đức Đạt La Đạt Ma ở đây không. Rồi đây thì là tình nghệ sĩ, rồi đặc biệt là có là giữa là nghĩa sĩ xuống núi có kia. Nghĩa sĩ. Là Nguyễn Sư Nghĩa. Ở đây là ông Nguyễn Sư Nghĩa. Nguyễn Sư Nghĩa từng là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Huynh đệ tương giao gì cũng là hình Nguyễn Sư Nghĩa ở đây. Đó, rồi. Đó. Kế bên đây thì là giới thiệu là câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Là những người đẹp, những là này kia, có nghĩa là cái bức tường này của hình như là anh biết là cái bức tường này là của ông Nguyễn Sư Nghĩa, luật sư Nguyễn Sư Nghĩa hả? Dạ. Mà không biết ông nghĩ như thế nào là qua những cái hình ảnh này trong cái câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cái này là toàn là show up, coi là giống như là cho cái hội nhóm mình thôi hả? Hội nhóm của mình, cái phe phái của mình, chứ còn đâu có cái hình ảnh gì mà của thì nghệ sĩ đây là hình như là những cái nghệ sĩ này, nghệ sĩ cải lương đúng không? Chắc là tình anh bắn chiếu rồi các bội. Đây ông Nguyễn Sư Nghĩa đây quý vị.
Rồi bên đây thì ổng phô trương ra là cái hội đền Hùng Hải Ngoại của ổng. Hội đền Hùng Hải Ngoại. Là, rồi là hình ảnh là của ổng. Rồi có một cái đi gì đó đây, tạ ơn trời là cái gì? Tạ ơn trời là cái này là ổng kêu ra để gây quỷ. Hình như lâu rồi, 22. Lâu rồi, 22. Lâu rồi thì giờ mà ổng cũng đem ra. À, thì là không biết là tháng 5 23 nữa nè, mới đây nè. Rồi. Rồi đây là ổng phô trương là ổng là múa cờ. Ổng có biệt danh là chủ tịch múa cờ. Múa cờ giống một cờ hiệu và chuẩn bị hát hát cải lương. Cải lương rồi đó. Đó, quý vị thấy cái này là như là anh Minh Giang cũng như là quý vị thấy là có những cái hình ảnh nào mà gọi sao có gì là ngự bình gì đây đây? Đó bởi vậy. Không hiểu. Không hiểu luôn. Là đem ổng đem lên là coi như mà bún bò Huế ngự bình lên ổng quảng cáo ở đây luôn. Đây là bức tường đen của ông Nguyễn Sư Nghĩa. Bức tường vàng. Bức tường vàng. Nhưng mà một chút xíu mình cũng phân tích. Gì tổ quốc gì nè, chủ sinh hoạt gì đây. Đó. Là mấy cái này là ổng thư mời. Nhưng mà những cái tổ chức này ổng đã từng mời mà nhưng mà đâu có ai bao nhiêu người tới mà để dự đâu. Bây giờ những cái này là trong quá khứ rồi mà ổng đem ra. Nhưng mà cái này nó là còn cái này là ổng quảng cáo cho cái đài VNA 57.3. Ổng toàn là đưa những người đẹp lên không à, chẳng hạn như người đẹp Mỹ Linh. Mỹ Linh là sướng công viên. Mỹ sướng công viên của đài VNA 57.3. Đấy. Quý vị. Còn đây là hình như là có đó là những người mà hình như là Liên Tôn đó. Hội đồng Liên Tôn. Dạ. Hội đồng Liên Tôn. Chúc Tết đi đâu Sài Gòn Radio, gì lý đâu Sài Gòn Radio gì đó mắc cười. Thì quý vị biết là anh theo anh thì mỗi năm là cái bức tường đá đen là chủ yếu là đưa cái hình gì lên? Bức tường đen là chủ yếu là cái quan trọng nhất là mình đưa những cái tội ác của cái chính quyền cộng sản trước 75 cũng như sau 75 là ví dụ những cái hình ảnh mà ở trong nước tù cải tạo rồi phải không? Phù Mô Xà rồi đó giống như là đó là những cái dân quan họ khiếu kiện, họ biểu tình, họ đòi hỏi những cái đất đai của ở trong nước, những của bị cái chính quyền ở địa phương để mà cướp đất đại khái. Còn cái này thì không có gì đắt thì có nghĩa là tôi thấy là nó rất là bôi bác cái vấn đề này. Không biết ông luật sư Nguyễn Sư Nghĩa ổng nghĩ như thế nào mà ổng làm cái bức tường như vậy. Cái không phải là màu đen mà là màu vàng. Mà anh Minh Giang thấy không? Cũng như quý vị nhìn thấy nó đơn sơ không? Đâu có hình ảnh gì đâu hả? Không có hình ảnh là đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là không. Vấn đề mà hình ảnh của trước năm 1975 gì đó. Hoặc là những hình ảnh mà thường thì dịp 30 tháng 4 là người ta nhắc đến cái sự kiện là ngày 30 tháng 4. Nhưng mà đây thì không thể phản ánh gì. Có khi nào anh nghĩ rằng ông Nguyễn Sư Nghĩa hay là người mà tổ chức cái bức tường này họ muốn nói là cái thành công của cộng đồng hiện giờ là sau năm 1975 là như vậy. Ca hát là múa cờ rồi nhảy hay là hội họp rồi vậy thôi không? Đúng, anh nói rất là đúng. Có nghĩa là chắc có lẽ là ông luật sư Nguyễn Sư Nghĩa ông muốn phô trương ra những cái gì mà ông làm. Chứ không phải là ông phô trương ra, nếu mà ông phô trương ra được cái cộng đồng làm cái gì. Cái này đâu phải là cộng đồng. Cái này là cá nhân của cái tình nghệ sĩ, cái gì câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Nhưng mà trong quá khứ câu lạc bộ tình nghệ sĩ này đã từng có, trong quá khứ đã từng lên đó là có một cái buổi đó là sinh nhật của cố đó là thầy đó là Nguyễn Thanh Liêm, mà là cái đoàn này, cái ban nhạc này đã lên, đã từng hát cái bài của Việt Cộng, đó là cái bản hồ trên núi đó, là cách đây mấy năm về trước. Mà bây giờ ông giáo sư Nguyễn Thanh Liêm ông đã mất rồi trong mấy năm về đó, mà bây giờ thì ông luật sư Nguyễn Sư Nghĩa thì đưa lên những cái hình ảnh của những cái người mà đã từng trong quá khứ đã là coi như vi phạm vấn đề đó là vấn đề nghệ thuật và văn nghệ ở hải ngoại của người Việt của chúng ta. Thì chúng ta nhìn ở đằng xa đó, mấy bên kia thì ở phía bên đền Thánh Trần thì có rất là nhiều các cái cờ vàng. Đúng. Rồi kể cả cái bức tường đen. Nhưng mà hiện giờ bên đây thì chúng tôi không tìm thấy bất cứ một cái lá cờ đâu. Vàng nào hết. Cái chỗ anh Lâm Nguyên đứng đây quý vị thấy không? Không có. Không có một cái lá cờ vàng nào hết. Không bao giờ có một cái lá cờ vàng. Ở phía sau. Có lá cờ Mỹ.
đó là không có. Có nghĩa là không có cờ Mỹ luôn. Dạ, không hiểu tôi. Còn ở đây là lá cờ vàng thì của cộng đồng người ta treo ở trên đường phố chứ không phải là trong cái khu vực này. Không phải trong khu vực. Khu vực này là không có một cái lá cờ vàng hết. Dạ. Anh như vậy thì anh có thể nghĩ rằng những ý kiến người ta nói là đây là những cái dấu hiệu cho thấy là hòa hợp, hòa giải gì không, hay là nói là thôi bây giờ không có chống cộng nữa, không có bức đen gì, không có nhắc lại quá khứ nữa. Cái đó thì có khi nào là có ý nghĩa đó không thưa anh? Cái đó là do cái người cộng đồng, do đồng hương và những cử tri ở thành phố này hoặc của khu Lido Sài Gòn này, họ nhận định cái vấn đề đó và thể hiện là qua cái cuộc này, cái sự việc mà ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ông làm cái này, có nghĩa là mấy ngày nay là có rất là nhiều người cũng có gọi cho Lâm Nguyên là nói vấn đề này rất là nhiều, nhưng mà không biết trong cái tâm hồn và cái tư tưởng của ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông nghĩ như thế nào mà ông làm như vậy. Nhưng mà cái đầu tiên mà tôi phải nói thẳng là tôi xin lỗi ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ông là một cái người là cụ chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Ông là cái người là luật sư mà không biết ông đã sinh hoạt trong cộng đồng này biết bao nhiêu, ông đã từng múa cờ và ông đã từng chống cộng, nhưng mà không biết ngày hôm nay lý do gì và cái động cơ nào đã thúc đẩy ông đã làm một cái bức tường mà bôi bát như vậy. Theo anh thì anh cho rằng đây là bức tường bôi bát. Như vậy thì có khi nào người ta nói rằng là đang xây dựng và chưa hoàn thành hay không thưa anh? Tới hôm nay thì cái này là đã một tuần rồi anh Minh Giang. Tất nhiên là không có. Anh thấy cái bức tường này đã có một tuần rồi. Một tuần rồi. Mà nó được nó còn nhiều chỗ trống quá. Có khi nào người ta phải dán hình lên nữa hay không? Mình thấy rất là thư thớt nha, cái kiểu nó rất là lởm chởm. Nó cách bố trí nó không có theo một cái nguyên tắc gì hết. Mình đọc có cái dấu ấn của cái chữ nghĩa gì không? Thấy gì hết. Không có. Đây đúng nghĩa. Là lần đầu tiên chúng tôi thấy một bức tường cũng cảm thấy khá là buồn cười. Thì không hiểu là cái người mà họ tổ chức họ đang muốn đưa ra một cái thông điệp gì. Thì theo anh phán đoán này có cái thông điệp gì không? Có thông điệp thì cũng giống như hồi nãy tôi với vừa nói anh Minh Giang là trong đầu óc của ông, giống như trong cái tâm tư của ông Nguyễn Xuân Nghĩa biết. Nhiều khi mình cũng không có thể mà mình là quyết đoán liền tại chỗ hay là quyết đoán liền như thế nào. Có thể là bây giờ giống như hồi nãy anh nói là có thể là bây giờ trong cái tâm tư của ông Nguyễn Xuân Nghĩa là muốn không muốn là đưa những cái tội ác của cộng sản ra nữa, là coi như là hát cái bản là cùng nhau tiến quân. Nhưng mà cũng được biết là cái khu đất này cùng với cái khu đất ở phía bên đối diện là Phước Lộc Thọ là cùng một cái chủ hay là cùng một ban quản trị. Như vậy thì để mà xây dựng một cái bức tường như thế này đó thì ít nhất cũng phải được cái sự đồng ý của người quản lý ở đây chứ. Như vậy thì nó có liên quan gì không với cái việc mà vừa rồi ông Triệu Phát cũng như là những người quản lý của Phước Lộc Thọ họ không muốn dựng cái lá cờ vàng hay là chưa muốn dựng? Cái này là mình cũng chưa có biết biết ở trong cái nội tình nó như thế nào. Không có, đối với Lâm Nguyên không có dám nói, nhưng mà cái này chắc chắn là có bạn có là bên thành phố Westminster chúng ta vào, là bởi vì ông Nguyễn Xuân Nghĩa muốn làm cái này thì chắc chắn là 100 là phải đi xin phép của thành phố Westminster, đúng không? Đó, thành thử ra thì không biết là rồi bên cạnh đó là bên cái landlord, tức như là cái chủ đất là tôi không biết ở đây là cũng của ông Triệu Phát hay là có một người khác thì không biết, nhưng mà nói chung là anh là cái người xin phép được, là tức như anh có quyền anh dựng lên. Anh xin phép thì anh nói là anh làm bức tường đen, nhưng mà có một cái bây giờ bức tường đen nó trở thành bức tường vàng. Cái này thì nó hơi lạ, nó hơi ngồ ngộ. Thì đối với Lâm Nguyên thì cũng như anh đó, thì anh nhìn thấy không có thấy đẹp đẽ, và tôi phải dùng cái danh từ bôi bát, là cái dùng cái danh từ là bôi bát, có nghĩa là những người đồng hương mấy ngày nay rất là gọi tôi rất là nhiều, là hỏi là sao mà làm cái gì thấy nó bôi bát và nó làm thế, có vẻ là nó nhục mạ cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Thà là không làm chứ đừng mà làm mà giống như là đồ chơi con nít, còn thua đồ chơi con nít nữa thì làm sao mà có ý nghĩa rõ ràng. Mà nếu mà bây giờ như anh hồi nãy nói là đang ở bên Đức Thánh Trần đang làm một cái bức tường đen, thì là nếu một có dịp, nếu một chút xíu mình có rảnh thì mình qua bên đó mình sẽ nhìn thấy là họ làm như thế nào, và so sánh giữa ở bên đền Đức Thánh Trần
gia của Nguyễn Sư Nghĩa thì quý vị cũng như anh Minh Giang sẽ nhận xét như thế nào? Tùy lòng là mỗi người, tùy cái ý nghĩ và cái suy nghĩ của mỗi người, của đồng hương cũng như cử tri của đó là khu Lý Đô Sài Gòn của chúng ta. Vậy thì anh cho là cái bức tường này nó có những cái điều mà nó không bôi bác á. Như vậy thì theo ý anh là bây giờ thì phải xử lý như thế nào? Phải tháo bỏ hay là phải để như vậy rồi bổ sung thêm hay là sửa chữa gì? Theo tôi đó, thì bây giờ nó đã giống như là ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng mà nếu bây giờ ông luật sư Nguyễn Sư Nghĩa mà ổng có một cái tư cách là một cái người là từng đã làm chủ tịch của cộng đồng thì ổng nên tháo cái này xuống đi, rồi ổng làm cái mới, ổng làm cái bức tường đen đâu cho nó ra đó đàng hoàng. Làm gì mà ổng là luật sư mà ổng làm cái kiểu như vậy, nó anh thấy sao anh Minh Giang, chứ tôi thấy là nó làm sao đâu á. Nhưng mà hãy nói đi nói hoài thì giống nhắc lại thì nó thừa nó thải. Nhưng mà thật sự ra là rõ ràng như quý vị cũng giống như anh Minh Giang nhìn coi, hình ảnh cũng không có được đầy đủ, không có đầy đủ hả, chỗ lõm hả, nó không có đâu ra đó, có nghĩa là không có tổ chức và không có cái kế hoạch làm để cho nó đẹp, thấy không? Nó không có ý nghĩa hả? Đại khái nó là như vậy, chứ còn mình cũng không có muốn nói là chỉ trích ai hay là phê bình ai. Nhưng mà thật sự ra cái này nó phải là bức tường đen. Thứ nhất là cái màu vàng đó. Mà hình ảnh là đâu có gọi là đưa những cái tội ác của là chính quyền cộng sản đâu. Đâu có đâu. Tại vì cái ngày là tưởng niệm. Còn không thì thà là ông để làm là cái bức tường triển lãm cho cái câu lạc bộ tình nghệ sĩ và cái múa cờ của ổng thì ok được, chứ đừng có nói là bức tường đen ha. Ổng làm là bức tường đen, ổng lên quảng cáo ổng nói là ổng sẽ làm bức tường đen này cái nọ, đại khái nó là như vậy anh Minh Giang. Vâng, chào, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ cái ý nghĩ của anh là khi mà đứng trước cái bức tường như thế này, cái bức phong như thế này. Thì giờ chúc anh tiếp tục xem những cái bức ảnh mà với một thái độ vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh Minh Giang rất là nhiều cho tôi có một cuộc phỏng vấn, không ngờ là mình lại gặp nhau ở đây. Vâng. Giống như là không có hẹn mà lại gặp. Vâng, rồi, tôi tính ra đây để mà tôi ngó thôi, tôi nhìn thôi. Thì đây các bạn thấy đây. Rồi, đây là bức hình đây quý vị. Đó, toàn bộ hình và bài.